Cô chào các em, tuần này chúng ta tiếp tục hình học là luyện tập một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông. Đầu tiên chúng ta kiểm tra bài cũ. Bài 1 tìm xy trong hình vẽ cho biết góc A là 30 độ, góc BCP là 50 độ. Độ dài cạnh AC là 8, tìm độ dài CB, CP. Bài 2. Viết một số hệ thức liên quan về cạnh và góc trong tam giác vuông. Bài 1 ta giải như sau. Xét tam giác vuông ACB vuông tại B. Thì như mình học, muốn tìm một cạnh góc vuông thì ta lấy cạnh huyền nhân sin góc đối do yeah, đó x là sẽ bằng cạnh huyền ac nhân với sin của góc đối là góc a là sin 30 độ vậy x sẽ bằng 8 nhân sin 30 độ là 1 phần 2 ta được x bằng 4 tương tự ta xét tam giác vuông c p b vuông tại p thì ở đây là y là cạnh huyền. Ở cho nên mình đã có x rồi thì x là cạnh kề với góc C 50 độ. Do đó muốn tìm x thì ta sẽ lấy cạnh huyền nhân cho cos góc kề. Vì vậy y sẽ bằng x chia cho cos của góc C, tức là cos của 50 độ và bấm máy tính ta sẽ được sắp xỉ 6,223. Bài 2 viết một số hệ thức liên quan về cạnh và góc trong tam giác vuông. Các em ôn cho kỹ định lý để áp dụng cho đúng. Trong tam giác vuông, mỗi cạnh góc vuông sẽ bằng cạnh huyền nhân sin góc đối hoặc nhân với cosin góc kề hoặc là có cách tính liên quan với tan cô tan tức là muốn tìm cạnh góc vuông ta lấy cạnh góc vuông kia nhân với tan góc đối hoặc nhân với cô tan góc kề Sau khi ôm công thức rồi, chúng ta sẽ áp dụng luyện tập. Đầu tiên, cô sửa bài 31, sách giáo khoa trang 89. Ở hình vẽ ta có AC là 8 cm, AD là 9,6 cm. Góc ABC bằng 90 độ, góc ACB bằng 54 độ và góc ACD bằng 74 độ. Thì yêu cầu của đề bài thứ nhất tính AB. Thứ hai là tính góc ADC. Bài 31 sẽ giải như sau. Câu A tính AB. Muốn tính AB thì ta phải xét xem nó nằm trong tam giác vuông nào. Thì ở đây là ta có tam giác ABC và ta đã biết số đo của cạnh huyền và một góc nhọn ACB. Vì thế, tìm AB ta sẽ lấy cạnh huyền nhân cho sin góc đối là sin của góc C. Vì vậy AB sẽ bằng AC nhân sin C. Thay số đo ta được 8 nhân sin của 54 độ. Bấm máy tính được xấp xỉ 6,472 cm. Ở đây nếu đề bài yêu cầu mình lấy hai chữ số thập phân thì làm tròn là 6,47. Còn không thì là làm tròn một chữ số thập phân là là 6,5. Qua câu B tính góc D thì ta quan sát góc D nằm trong tam giác vuông nào hay không? Thì rõ ràng nó không có một cái tam giác vuông nào mà góc D ở trong đó. Cho nên ta vẽ đường cao AH để xuất hiện tam giác vuông AHD. Và tam giác vuông AHD này ta đã có cạnh huyền AD là 9,6 cm. Vậy thì ta phải tính cái đoạn đường cao AH dựa vào cái số đo ở trong cái tam giác ACH là cạnh huyền AC có rồi và góc ACH là 74 độ. Vì thế ta tính AH sẽ bằng cạnh huyền nhân sin của góc C. Thay số là 8 nhân cho sin 74 độ. À, bấm máy tính xấp xỉ là 7,69 cm hoặc là 7,7. Rồi sau đó ta sử dụng cái tam giác AHD và đoạn AH đã có số đo. AD đã có số đo ta sử dụng tính sin góc D bằng AH phần AD. Thay số thì được sắp xỉ 0,8 và bấm shift sin 0.8 ta được góc D sắp xỉ 53 độ. Bài tiếp theo tìm XT trong hình vẽ kế bên. Ở hình vẽ ta quan sát có hai tam giác vuông là tam giác vuông ADC và tam giác vuông ABC. Thì các số đo mình đã biết đó là góc ADC là 60 độ, góc ABC là 40 độ. Cạnh huyền AC là 7. Yêu cầu là tính cái độ dài cạnh AC với vai trò là x, độ dài cạnh AD với vai trò là y. Thì ở đây xét tam giác ABC vuông tại A thì ta tìm x ở trong tam giác ABC bởi vì ta đã biết được cạnh huyền và một góc nhọn đối diện với cạnh AC cho nên ta sử dụng công thức muốn tìm một cạnh góc vuông ta lấy cạnh huyền nhân sin góc đối có nghĩa là bằng 7 nhân với sin của 40 độ vậy cạnh AC là độ dài x là 4,5 tương tự xét tam giác ADC vuông tại A tìm độ dài AD là Y AD kề với góc D cho nên ở đây ta sẽ sử dụng muốn tìm một cạnh góc vuông ta lấy cạnh góc vuông kia nhân với cô tan góc kề à, do đó độ dài AD là Y sẽ bằng AC là cạnh đối nhân với cô tan của góc ADC tức là cô tan của 60 độ thay số thì là ta được 4,5 nhân cho uh, bây giờ cô tan thì bấm máy tính thì không có cái nút ta đổi là một phần tan nhân uh, một phần tan của 60 độ và bấm máy tính xấp xỉ 2,598 nếu cái đề bài á, yêu cầu á, trong đề ghi rõ là làm tròn một chữ số thập phân thì ta sẽ được là 2,6 uh, còn nếu làm tròn nguyên sẽ là 3 Bài 29 sách giáo khoa, một khúc sông rộng khoảng 250 m một chiếc đò chèo qua sông bị dòng nước đẩy xiên nên phải chèo khoảng 320 m mới sang được bờ bên kia. Hỏi dòng nước đã đẩy chiếc đò lệch đi một góc bằng bao nhiêu độ? Góc alpha như hình vẽ. Thì chúng ta khi trình bày chúng ta gọi AB là chiều rộng khúc sông hoặc là ký hiệu trên hình, AC là quãng đường đò chèo qua sông do đó ta có tam giác vuông ABC vuông tại A. Ở đây ta tìm góc thì ta liên hệ những cái yếu tố có với liên quan góc alpha, đó là cạnh kề 250m và cạnh huyền 320m. Do đó liên quan kề với huyền thì ta sử dụng góc cos, à, gọi đó là cos góc B thì bằng kề chia huyền là AB chia cho BC. Thay, thay, số là 250 chia 320 là 25 phần 32. Bấm máy tính sắp xỉ góc B là 39 độ. Và làm xong thì nhớ trả lời ha. Vậy dòng nước đã đẩy chiếc đò lệch đi một góc khoảng 39 độ. <laughs> Áp dụng bài thực tế. Bài 1. Một, một cái thang dài 5 mét đang tựa vào tường, chân thang cách chân tường 3 mét. Tính các góc X, Y tạo bởi thang với mặt đất và tạo với mặt tường. Thì ở bài này rất là quen thuộc trong những tiết trước, nhưng mà những bài đó thì ta tính cái độ dài từ chân thang đến chân tường. À, hôm nay ta tính ngược lại, là ta tính góc. Thì thứ nhất góc hợp bởi thang với mặt đất thì ta phải xác định đó là góc nào. Thì đó là góc X. À, thì kề với góc X là cái đoạn 3 mét và cạnh huyền là 5m cho nên ta sử dụng cos. cos góc x bằng 3/5 và bấm máy tính thì góc x sẽ là xấp xỉ 53 độ. Rồi, với góc tạo bởi thang với mặt tường thì ta phải xác định đó là cái góc y. Góc y ở đây thì đối diện với nó là số đo của cạnh của cái đoạn 3m và cạnh huyền là 5m. Cho nên ở đây ta sử dụng sin. sin góc y bằng 3/5 cho nên số đo của góc y sắp xỉ 37 độ. Bài thứ hai, một du khách đếm được 645 bước chân khi đi từ ngay dưới chân tòa nhà Bitexco ở thành phố Hồ Chí Minh thẳng ra phía ngoài cho đến cái vị trí có góc nhìn lên đỉnh là 45 độ. Em hãy tính chiều cao của tháp. Biết rằng khoảng cách trung bình đó Mỗi bước chân người ta đo được là khoảng 0,4 mét Thì ở bài này ta sẽ gọi AB là chiều cao của tháp Và cô gọi đoạn AC là cái đoạn mà số bước chân là 645 bước chân Cái góc nhìn lên là góc 45 độ Và Đầu tiên ta phải tính cái đoạn AC theo quy đổi ra mét Thì 645 bước chân nhân cho 0,4 mét Thì được 258 mét và lúc này ta xét tam giác vuông ABC ta có cạnh AB là một cạnh góc vuông. Và ta đã biết cạnh góc vuông kia cho nên ta lấy cạnh AB sẽ bằng cạnh AC nhân cho tan của 45 độ. AB bằng 258 nhân tan 45 độ là 1. Vậy đoạn AB bằng 258 m thì khi làm bài ta phải trả lời lại theo đúng thực tế. Vậy tòa nhà Bitesco cao khoảng 258 m Sau cùng thì ta thư giãn. À, cô có cái hình ảnh trên bài. Ta có hai người thổ dân đứng ở hai vị trí cách nhau 50 m và đều cùng nhìn đến một hướng là một điểm trên cái cù lao với cái góc nhìn của người thứ nhất là 30 độ, góc nhìn người thứ hai là 40 độ. Thì em hãy dùng hệ thức giữa cạnh và góc của tam giác vuông để cái giải thích được cái công thức khoảng cách D từ bờ đến cù lao là bằng 50 chia cho cô tan 30 độ cộng cô tan 40 độ. Em thử suy nghĩ làm cách nào mà tìm ra được công thức đó. Rồi dùng công thức trên, mình sẽ giúp cho hai thổ dân tính khoảng cách D từ bờ sông đến Cù Lao trên sông nhé. Và lời giải đáp sẽ được tiếp cho tiết sau. Chúng ta thực hành những bài toán thực tế.